Thêm nữa thì cái vị này nhận định là sư Minh Tệ đó là giống như là không có làm chủ được cái vấn đề là ăn với ngủ, mà ông khẳng định luôn là ông không bao giờ nói sai. Thì tôi xin nói cho quý vị là hôm nay chính vì cái chỗ này cho nên sư sai hoàn toàn, cái người nhận định này sai hoàn toàn. Sư Minh Tệ đó hôm nay sẵn đây mình đem ra mình trao đổi, mình bàn luôn, tại vì cũng chính vì tu viện này trước đây sư Minh Tệ có trở về đây ở tu 5-6 tháng thì sau đó sư mới đi. Và hôm nay thì cái lời của vị viện chủ này nhận định về sư Minh Tệ rất là nhiều. Nhưng mà trước tiên thì để nói sự nhận định đó thì sư kêu sư Minh Tệ bằng nó là thấy nó không có thiếu đi cái sự xưng hô ha, thiếu đi cái sự tôn trọng và nói chung là về vấn đề văn hóa. Nợ bao nhiêu thôi, thế là mình thấy mất điểm ha. Bây giờ mất điểm cho mất điểm, bởi vì cũng là sự nhận định của vị. Thêm nữa thì nói sư Minh Tệ giống như là Đề Bà Đạt Đa xuất hiện để phá cái chánh pháp của Phật thôi, rồi tu cái hạnh là cứ giống như là không có tiền bạc, không có vật chất, rồi lượm ba cái miếng vải, mai ba cái y, ôm cái nồi cơm điện đi xin ăn như vậy thì nó quá sung sướng. Cái đó gọi là làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sanh. Cái này là như nó bị hơi trái chiều. Cô bác mình thấy nè, từ khi xuất hiện tới giờ, bây giờ xin hỏi là những câu mà quý vị nhớ dùm cho Phước Nghiêm ha. Nhớ dùm cho Phước Nghiêm. Thứ nhất là sư đi bộ hành phát tâm tu hành Đầu Đà tới nay thì rất là nhiều người hỏi sư, mà sư cũng chưa bao giờ nói mình tu ở chùa nào, đúng không quý vị? Không bao giờ nói là mình tu ở chùa nào. Tại sao sư không nói? Vì sư nói là mình đã ra đi rồi thì mình đã là xấu tốt gì đó là mình chịu, chứ mình không có mượn cái danh của một cái chùa hay là một cái vị thầy hay là một vị sư nào khác đó. Rồi tại sao nói là sư đi khất thực mà không có cái bình bát? Là vì sư nói là sư không phải là sư, là thầy, chỉ là một người công dân Việt Nam tập tu, cho nên chỉ có cái gì để đựng thức ăn thì được rồi. Đầu tiên mà xuất hiện đó thì sư dùng cái xô bằng nhựa, cái xô mũ á, phải nói là cực kỳ luôn. Sau đó thì được người ta là cúng dường cho cái lỗi nồi cơm điện, thì sau đó mới lấy cái nồi cơm điện này để tạm là gọi là cái bát đi khất thực, đi quá duyên. Mà hôm nay được cộng đồng mạng yêu quý cũng chính vì cái nồi cơm điện này. Xin thưa quý vị, ở đây nó cũng là một cái duyên ngang, nó có nhiều chuyện bí ẩn ở trong đây mà hôm nay chúng ta sẽ quá giải và cởi mở hết. Quý vị nên nhớ nè, nếu như mà sư có một cái bát đó thì nó cũng là nhỏ thôi. Cái bát cơm nó không có gì lớn lao đâu quý vị, mà cái nồi cơm nó mới lớn. Quý bác đồng ý không? Rồi sư có nói là cũng giống như hồi buổi đầu thì sư ẩn tu ở trên núi Sạn đó, trong hang động đó, thì giống như là đang tập tu. Nhưng mà sau này thì sư sẽ đi bộ hành, tức là hà ba miền Nam Trung Bắc. Thì tại sao nói là mình cái người tu mà không ở ẩn mà còn đi ra ngoài? Thì sư nói thí dụ giống như bây giờ mình có cái nồi cơm. Bây giờ câu chuyện này cách đây mấy năm nghe quý vị. Bây giờ mình có cái nồi cơm, mà nồi cơm này nếu để dành riêng cho mình ăn không đó thì đâu bằng một cái nồi cơm mà mình cho được nhiều người ăn. Cái đạo lý đơn giản thôi cô bác chị em. Ý nói nếu như cái gì chỉ có là một mình đó thì chỉ có một thôi. Còn nếu mình đem cái nồi cơm này mà mình chia nhiều người ăn thì rất là nhiều người lợi lạc, rất là nhiều người được hưởng cái phước đó, được hưởng cái duyên đó. Thì giống như sư dùng cái nồi cơm này là gợi ý đem lại cái sự ấm no, hạnh phúc. Bởi vì tất cả chúng ta hiện nay đó, ở nhà người nào đều có một cái nồi cơm điện, đúng không? Cái nồi cơm này mà lời xưa cho biết là có thực mới dựng được đạo. Tức là bây giờ mình phải có cái hộp gạo, có là hộp cơm, mình ăn no lòng mình mới tu được. Bây giờ mình trở lại cái câu nói rằng là sư là giống như là Đề Bà Đạt Đa tu cái lối tu như vậy là nó không đúng với chánh pháp của Phật. Thời buổi bây giờ mà còn đi ra ngoài rồi nói cái chuyện làm màu là không có xin tiền để cho người ta tôn kính chạy theo, và nói mình nữa là thành thánh thành Phật,
Còn là nói nguyên thiên, nói về cõi âm, nói về là cảnh giới là này nọ rồi, thì hoàn toàn là những cái lời nói của cái vị này đó nhận định là hoàn toàn là một là không có chánh kiến. Tại sao mình dùng cái từ không có chánh kiến? Không có chánh kiến tức là mình không dùng trí huệ, mình không dùng nhục nhãn mình để theo dõi luôn. Có hai thứ như quý vị, một là cái nhục nhãn nè, nọ bây giờ mắt thường thôi. Có nhiều người nhận định sư Minh Tuệ cũng vì cái sự nhận định này là không có xem của mạng xã hội nè, và không có xem những cái buổi nói chuyện của sư Minh Tuệ, đúng không? Rồi bây giờ thế ai nghe nói ông này có người ta đi theo, nói ông này ổng đắp y, nói ông này ổng quải được cơm điện đi, thì bắt đầu tự nhiên cái là mình phê bình đó, mình chỉ trích liền, mà bản thân mình chưa theo dõi, chưa tìm hiểu, thì cái này gọi là bị háo thắng diệt người không thấy. Cái này gọi là háo thắng. Rồi mãn lo dèm xỉm nhiều lời gì vậy, nên tình nghĩa xe lơ đâu gần gũi mà tường diệu lý. Giống như nhiều khi câu chuyện mình ở ngoài đường đó, rồi mình đón bóng, nói bóng nói gió, mình đón mò, chứ mình không biết trong nhà người ta có cái gì nữa. Mà cái này là cái bệnh chung đó. Cái bệnh chung của tất cả mọi người là cái bệnh đón mò, hay là cái bệnh nói bóng nói gió, là mình chưa hiểu một cái người đó. Nếu ai hiểu được sư Minh Tuệ, giống như các bác mình đang xem nè, tại sao mình mến mình thương là vì mình hiểu đó quý vị. Hiểu là vì mình đã theo dõi từ cái bước đi, từ cái lời nói, từ cái việc làm, từ cái hành động, từ cái giới lực, từ cái sự tu của sư Minh Tuệ. Còn những vị mà phê dội, phê bình, phán đoán là gì? Chưa có chánh kiến. Thứ nhất là chưa có dùng cái nhãn quan mình để xem xét về mạng xã hội là gì nữa. Thứ hai là chưa dùng cái trí huệ mình để đó là nhận định cái chuyện là đúng sai thế nào. Cho nên vì vậy mà mới, nếu như là một cái nhà đồng tu với nhau, quý vị nên nhớ là từ buổi đầu tới giờ thì thật sự mà nói đó, sư Minh Tuệ chưa bao giờ ghéo, hay là chưa bao giờ kêu một cái vị sư, hay là một cái vị ni, hay là một cái vị thầy tu, hay là một cái chùa chiền nào. Tất cả luôn các bác cho nó hay là mình nể, mình kính, mình phục sư Minh Tuệ là ở cái chỗ này nè. Dù sư tu cái hạnh xả ly buông bỏ, dù sư không có xài tiền bạc, nhưng mà ai cúng dường thì sư cũng vẫn phiên là vô chùa. Mà bây giờ ta hỏi cúng làm sao có phước, thì sư nói là nếu cái người nào mà làm đúng á, giữ giới mình cúng có phước, thì đó là chân lý, phải không quý vị? Đó, thì đó là sự thật sự. Rồi bây giờ sư cũng không có bác cái chuyện ai ở trong chùa tu, hay là cái chuyện tu này tu nọ tu kia, bởi vì sư đang học tu là cái hạnh đầu đà. Mà cái hạnh này là có trong nhà Phật. Hôm nay xin khẳng định với cô bác em mình không còn nghi ngại. Nếu các sư các thầy mà chưa hiểu chỗ này thì cần phải học lại nè, cần phải dịch kinh sách ra, cần phải hiểu về cuộc đời của Phật Thích Ca Mâu Ni. Cứ mọi vị mà đại diện cho chùa chiền, hay là đại diện cho giảng sư thượng tọa đại đức mà lên thuyết pháp, mà cho rằng cái hạnh đầu đà là không có thời kỳ của Phật, hay là cái đó là cái Đức Phật đã cho là sai, là khổ hạnh Đức Phật từ bỏ, thì hoàn toàn những người này kém hiểu biết, những người này chưa có học hết giáo lý nhà Phật. Phước Nghiêm thật sự là mà nói là cái chuyện quá đơn giản trước mắt luôn, chứ không có xa xôi gì hết. Đây nè, nếu như chúng ta là người theo Phật, thì bây giờ Phước Nghiêm sẽ lần này nhắc thêm một lần nữa để thấy rằng cái hạnh đầu đà, cái hạnh tu của sư Minh Tuệ hôm nay nó có đúng với thời kỳ của Đức Phật, và có trong cái giới lực của Phật, hay là có trong kinh điển Phật đã từng ca tụng tán thán hay chưa. Đây, trong kinh Pháp Cú bài số 5 nha. Bây giờ Đức Phật nói ai tán thán hành đầu đà. Cái hành đầu đà tức là nó có 13 cái hạnh mà Phước Kim chia sẻ rất nhiều lần, tất cả quý vị đều biết rồi, là cái hạnh đang tu của sư Minh Tuệ bây giờ đó. Bây giờ nếu trong kinh này Phật nói như vậy mà mình chưa tin nữa, thì bây giờ chúng ta sẽ hiểu thêm một cách khác. Mà thôi, mấy người không tin giáo lý Phật là gì, học chưa tới. Mấy người không tin là chẳng qua ganh tị đố kỵ. Mấy người không tin là vì sợ mất phần, mất cái nồi cơm của mình đó. Bởi vì cái nồi cơm điện của sư Minh Tuệ xuất hiện là bao nhiêu cái nồi cơm khác kêu bằng là bị là sụp đổ hết trơn. Giống như phải nói là cái sự ảnh hưởng của sư Minh Tuệ đó hen, đánh sập mạng xã hội. Sao gọi là đánh sập mạng xã hội? Ý nói là cái mạng xã hội là đang phát triển đó, nhưng mà tất cả các kinh, các đài, các đó là truyền thông là đều nghiêng về sư Minh Tuệ. Cho nên những cái thông tin, những kinh khác thì bị là giảm sút, cho nên người ta thấy khó chịu. Cũng như bây giờ đang là người ta đang bình thường, mà tự nhiên sư Minh Tuệ tu cái hạnh lại không có tiền, không có bạc,
không có vật chất gì hết trơn, người buông bỏ thì bây giờ thấy nó, người ta tu như vậy nó khó chịu. Thì cái đó là tại mình, cái lỗi tại mình không biết sửa. Thật chắc ra sư Minh Tuệ xuất hiện là để sửa cái lỗi này đó. Mà xin thưa toàn thể của bác chị em, cho dù xuất gia tại gia gì cũng vậy, hễ thấy sai là sửa, mà sửa mới là người tu. Người tu mà không biết lỗi mà không sửa đó thì không phải là người tu. Chẳng qua là mình chỉ theo danh theo lợi, hay là mình háo thắng, mình tự cao, mình cho rằng là mình ông này bà nọ, hay là chức danh rồi là trụ trì, là thượng tọa đại đức, là diện trưởng vân vân, biết rồi cái mình là bị dính trong cái hình tướng đó, dính trong cái là danh lợi mà không buông bỏ thì làm sao mà gọi là giải thoát. Cho nên chỗ này xin nói lại, thứ nhất là Phật đã tán thán trong kinh Pháp Cú, thứ hai là cái vị mà tu cái hành đầu đà này thì đó là ngài Maha Ca Diếp. Nếu tất cả những vị mà theo Phật giáo, theo Phật Thích Ca Mâu Ni, hay là đệ tử của Phật, dù xuất gia hay tại gia, ai cũng biết cái vị là sơ tổ Maha Ca Diếp. Mà cái vị này tại sao được Đức Phật, tức là truyền cái y bát, truyền cái chánh pháp, vậy làm cái vị tổ đầu tiên? Vì cái vị này là đang tu cái hạnh đầu đà, cho nên mới được mệnh danh là đầu đà đệ nhất. Đầu đà tức là kham khổ, là chịu đựng, chứ không phải là. Còn cái lối tu khổ hạnh ép sát theo ngoại đạo, theo Bà La Môn là khác nghe. Nó khác hoàn toàn, tức là không ăn, không ngủ, rồi đánh đập hành hạ, phơ nắng dầm xương. Bây giờ có người hỏi sư Minh Tuệ, có phải là sư tu vậy là cái hạnh khổ hạnh hay không? Sư nói là sư tu không phải là khổ hạnh, mà sư phát nguyện giữ gìn giới lực, chịu kham khổ để mà diệt đi cái sự ham muốn, cái lòng dục vọng thôi. Cái này là cái hạnh xả ly thôi. Cho nên sư vẫn ăn mà quý vị. Khổ hạnh tức là không ăn đó, mà sư Minh Tuệ là vẫn ăn nha. Mà sư Minh Tuệ cũng vẫn ngủ, nhưng mà cái hạnh của sư là nguyện ngủ ngồi. Tại vì sư tại sao nói là ngủ ngồi? Ngủ ngồi tức là ngài muốn bỏ đi cái chuyện ngủ nghê, vì đó là nằm trong ngũ dục. Mà tập được cái vị thì nó phải trải qua nhiều kiếp, chứ phải mới đây đâu. Mà cái vị này nói là sư Minh Tuệ không làm chủ được cái ăn, không làm chủ được cái ngủ, mà khẳng định là nói không sai. Thì tôi xin nói khẳng định một câu là nói sai hoàn toàn, chăm chăm luôn, không có một chút nào đúng luôn. Ở đây thật sự ra cô bác mình thấy nè, cái chuyện ăn ngủ của sư Minh Tuệ là làm chủ hoàn toàn. Mà xin thưa tất cả những vị Phật tử nghe, và các tất cả những vị mà xuất gia đương thời luôn, cũng khó mà hành được cái hành ăn ngủ như sư Minh Tuệ. Thế nè, thứ nhất sư đã khắc thực rồi. Khắc thực là đi xin thức ăn. Sư không bao giờ thọ nhận tiền bạc, cho nên đúng cái nghĩa lực trong giới lực của nhà Phật, đúng hoàn toàn, 100% là không có sai. Thứ hai, thay vì trước đây thì các vị đi khất thực là cứ nói là ai cho cái gì ăn cái nấy, vì Phật cho ăn tam tịnh nhục là không thấy, không nghe, không suối, không giết. Cho nên cho cá ăn cá, cho thịt ăn thịt, cho thịt chó ăn thịt chó, cho thịt mèo thịt mò, thịt mèo cho thịt trâu, miễn mình không có giết thì gọi là thịt thanh tịnh. Cái đó chẳng qua là mình còn dính mắc vậy nó ăn đó. Mà sư Minh Tuệ hôm nay lại thể hiện cái sự khắc thực, mà ngài lại giữ cái giới là ăn chay để tỏ dạ từ bi. Không đành sát vật nuôi thì khẩu ta, tai nghe tiếng chúng kêu la nỡ nào cắt cổ lục gia cho đành, văn lời Phật cấm sát sanh khỏi mắt quả báo mà lòng lành được tăng. Cái giới mà không sát sanh đó, đối với người tại gia thì chúng ta không có nên tùy tiện sát giết đó, không có nên tùy tiện giết. Cái đó là người đại gia. Còn nếu người xuất gia là nó vượt hơn cái này, là phải thể hiện được hai chữ từ bi, là mình không được ăn sanh mạng của chúng sanh nữa. Mà nếu như chúng ta cứ hiểu được kinh Phật, hay là mình hiểu giáo lý, mình học thuyết, hay là mình đại diện, mà mình biện minh cho cái việc làm sai, hay là mình không chấp nhận khi thấy một người làm đúng, tại sao hôm nay mình nói thẳng? Vì mực tàu nẻ thẳng thì đau, nếu không như thế làm sao nên hình. Vì sư Minh Tuệ là cái tấm gương. Cái tấm gương này nó chiếu sáng cô bác chị em à, nó chiếu sáng thật sự là Phước Nghiêm nè, là Phật giáo hòa hảo luôn, Phật giáo hảo. Nhưng mà khi sư Minh Tuệ xuất hiện đó thì phải nói là, tại vì Phật giáo hòa hảo cũng là Phật, cũng là tu đi Phật Thích Ca Mâu Ni, cũng lấy giáo lý Phật Thích Ca Mâu Ni, cái giáo lý của Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng mà thầy Phật ở đời là đạo vô vi của Phật, anh cần nói theo chí Thích Ca ngày trước. Thì sư Minh Tuệ ra đời hoàn toàn là vô vi, chánh đạo hở người ơi. Mà cái hạnh tu của sư Minh Tuệ là để nhắc nhở những người còn dính mắc, để nhắc nhở những người còn tham đắm, để nhắc nhở những người còn sân si, để nhắc nhở những người còn đang mê muội đó.
chứ không có gì khác. Cho nên như vậy mà nói sư không làm chủ được cái ăn. Sư đã làm chủ cái ăn, thứ nhất là ăn một buổi đó, thứ hai là sư ăn chay. Vậy thì nếu như cái chỗ này chính vì cái điểm nhột của các vị mà còn ăn mặn, cho nên mấy công kích sư Minh Tuệ cho rằng là sư chưa làm chủ cái ăn, thì xin nói trước, xin tuyên bố là sư làm chủ được cái ăn. Rồi bây giờ thêm một câu chuyện nè, sư nói nếu như gặp khó khăn, sư đó là vô rừng ẩn tu, ăn lá cây rễ cây cho đến khi bỏ xác tịch diệt luôn. Có ai nói được câu đó không có chị em? Có ai dám hy sinh tu vậy chưa? Cái hạnh sư của nó tốt mức độ đó thấy quý vị nghe xong xúc động không? Bây giờ ngủ nè, nói là sư không làm chủ cái ngủ. Bây giờ nếu nói hiện nay luôn thì cũng chưa thấy có một cái vị nào mà ngủ được ngồi như sư Minh Tuệ, mà phải nói là trong trạng thái tỉnh thức. Bây giờ mình nói đó, nói đi thì mình phải nói lại, trong cái quá trình mà sư xuất hiện được nhiều cô bác mình nữa là chạy theo hay là được xem trực tiếp, thì hoàn toàn là sư Minh Tuệ đang sống trong cái trạng thái là tỉnh thức hoàn toàn, không bao giờ bị mê mờ, không bao giờ bị hôn trầm, không bao giờ bị ngủ gục trước công chúng. Mà nếu đã đi mưa đi nắng, cho dù mình làm màu hay là mình làm xạo hay là bây giờ giỏi ai mà cứ ra làm được vậy đi, thì mình cũng sẵn sàng mình lại luôn, chứ đừng nói chi sư Minh Tuệ. Nhưng mà không được đâu các bác. Thứ nhất là người này phải có quá trình tu tập, thứ hai là phải sống trong thiền định, thứ ba là phải làm chủ được nội tâm, rồi làm chủ được là sáu căn là mắt tai mũi lưỡi thân ý. Mà nếu nói đời này thì trong vòng 5-6 năm cũng chưa thành tựu, phải gọi là nhiều đời kiếp trước. Câu nói này tại sao Phước Kim nói như vậy? Vì sư nói là sư đã tu cái pháp này đã nhiều kiếp rồi. Đúng, quý vị nghe kỹ đoạn trước đi. Tức là con đã hành cái pháp này đã nhiều kiếp rồi. Thế là cái nguyện hạnh của sư Minh Tuệ đó. Cho nên như vậy mà nếu như ví dụ một người nào đó, cả bản thân Phước Kim hay là một cái vị nào đồng tu, nếu 6 năm mà rèn luyện được sư Minh Tuệ thì cũng chưa có được đâu. Nếu được thì cũng phải là do duyên đời trước kiếp trước ha. Cho nên như vậy mà hôm nay nói sư không làm chủ được cái ăn ngủ thì cái nói đó có phải là sai hoàn toàn, mà lại khẳng định là mình nói không sai. Rồi cho rằng sư là đề bà đực đa thì câu này phải nói là quá nặng nề. Xin thưa quý vị, thật chắc ra tới ngày hôm nay đó là có nhiều vị sư phát biểu nó lệch cái giáo lý, hay là nó làm cho Phật tử, làm cho là người là theo Phật hoang mang, thì cũng chưa có nói cái từ cái người đó là Đề Bà Đạt Đa nữa, mà cái sư Minh Tuệ là cái người tu cái hạnh là không có danh lợi tình, cái hạnh là không có tham sân si phiền não. Mà cái hạnh của sư là gì? Cái hạnh là từ bi bác ái, cái hạnh là bình đẳng, cái hạnh là hạ mình, cho nên lúc nào cũng xưng con. Nói bao nhiêu thôi là sư đã vượt mặt hết tất cả những vị tu là đương thời rồi. Nhưng mà không biết lý do duyên do gì mà cứ hết vị sư này đem ra phê phán thì đến vị sư kia đem ra phê phán, đến vị sư đó đem ra công kích, mượn giáo lý, mượn là hình ảnh, rồi so sánh cho rằng là sư làm như vậy là nó không phù hợp, làm như vậy là giống như là khổ mình, khổ người, khổ chúng sanh. Nhưng mà câu này hoàn toàn nó trái nghĩa, là hiện nay sư rất là an lạc. Thứ nhất là sư không khổ, đúng quý vị. Sư nói là có nhiều người có tiền có bạc, sống trong đó là địa vị chức phận, nhưng mà vẫn khổ. Cái câu nói này mà hôm nay được mọi người yêu mến, nhưng mà sư không có gì mà sư vẫn thấy vui đó. Rồi bây giờ nè, xin hỏi cô bác mình, tất cả hàng triệu, chứ bây giờ đừng nói tiếng mà vài trăm, vài chục ngàn gì đó, là cái chuyện đó số nhỏ, phải đó là hàng triệu. Những người yêu quý sư Minh Tuệ, xem thước phim sư Minh Tuệ, xem lời nói của sư Minh Tuệ, thấy cái hạnh tu sư Minh Tuệ, thì quý vị khổ hay là an lạc? Thôi tôi xin đại diện nói trước, mình rất là an lạc luôn quý vị. Bởi vì khó lắm mới thấy được một cái vị mà tu hành có đức độ cao như sư Minh Tuệ. Nói thật của bác mình, cái đức độ của sư Minh Tuệ nó lan tỏa là trong nước ngoài nước. Nó lan tỏa từ cái người biết tu và cái người chưa biết tu. Nó lan tỏa đến cái người chạy xe ôm, cái người chạy xe lôi, mà cái người bán là
bán cá bán rau ngoài chợ mà người ta còn là ca tụng sư minh tệ, nó lan tỏa đến cái người bán vé số mà chúng tôi thấy hàng ngày họ đều mở cái thước phim sư minh tệ đó, rồi nó lan tỏa đến cái là cộng đồng ha, nó lan tỏa đến là các là nhà trí thức, nó lan tỏa đến các giới và nói chung là lan tỏa tất cả những cái giới ca sĩ bây giờ luôn. Đây nè, xưa nay cái vị sư nào tu hành chân chánh tốt thì vẫn có đó, nhưng mà cái đức độ nó chưa có lan tỏa đến hết công chúng. Mình tự dùng từ công chúng là hết tất cả các giới luôn rồi. Mà bây giờ các bác mình thấy là tất cả những giới ca sĩ đó họ đều lấy cái áo của sư Minh Tệ cái để mà mặc đó. Rồi bây giờ tới nước ngoài luôn, vừa coi nước Mỹ luôn, có một cái buổi nhạc hội rất là lớn thì cái vị ca sĩ nổi tiếng đó là mặc cái áo có là y áo của sư Minh Tệ, tức là cái màu sắc đó. Tại vì người ta nghĩ rằng hiện nay có một cái y áo nó được là lan tỏa trên cộng đồng mạng, lan tỏa là các nước mà giới trẻ và trung niên là gọi là lão niên gì tất cả đều thích hết. Cho nên vậy mà trẻ mà cũng được, mà mấy cô nữ mà cũng được, mấy cái cô mà giờ mà 30-40 tuổi mà cũng được, nam cũng được mà nữ cũng được, mà đi chùa cũng được, mà đi chơi cũng được, đi làm việc cũng được luôn. Nó hay quá, hay quá vậy. Cho nên chính vì cái chỗ này, cho nên cái công đức, nếu mà cái người mà được ảnh hưởng như vậy thì chứng minh là cái người này đã tu hành nhiều kiếp. Thứ hai là cái người này phải có một cái đức độ và phải là chứng quả đó mới có công đức lan tỏa, chứ không phải là cái chuyện mình muốn người ta chạy theo, không phải mình muốn người ta quỳ lại là cái chuyện nó dễ đâu cô chị. Thật chắc ra bây giờ thử đi, bây giờ xúm nhau đi làm màu đi ha, rồi làm như sư Minh Tệ đi, ăn bờ ngủ bụi đi, để cho mũi đốt đi, rồi á là ai chửi mắng, ai sỉ nhục, ai cho tiền, ai cho bát vàng, ai cho là miếng giường, ai cho là 5 tỷ cất chuột cũng được cái nhận hết trơn ngang, thì mình cũng lại luôn. Nhưng mà không được, các bác dùng cái giả bước ra cái là người ta cho tiền là cái tâm nó động rồi ha. Cái thứ hai nữa đó, có làm màu đi nữa thì cũng ngồi chút xíu là ngủ gục liền. Thứ hai nữa đó, nói rằng đi như vậy thì nó quá khỏe, giống điên chút cái có cơm ăn tối cái về ngủ, đi vậy ai làm cũng được. Xin thưa câu đó này sai, không ai làm được. Rồi bây giờ thêm một cái người khác công kích đó, cũng có một vị sư nha, công kích sư Minh Tệ, nói rằng nếu như ai cũng tu như sư Minh Tệ thì đâu còn ai dịch kinh viết sách, ai đâu ai phát triển ra đạo Phật. Là như vậy là nó không đúng cái đường lối. Cái đó là mình nhận định tiêu cực, quá tiêu cực. Chính vì cái tiêu cực này cho nên là mình bị là tà kiến. Cái tà kiến đó quý vị, đã nãy là cái tà kiến là giống như là mình thấy nó sai hoàn toàn 100%. Thật chắc ra không ai làm được như sư Minh Tệ đâu, mà mình sợ đi theo như sư Minh Tệ.